Phương rồi giáp, hello anh em. Nay Phương sẽ nói về cái thăm mơ mà đáng tiếc quá, thiệt sự luôn, cũng hơi tiếc nhưng mà cũng muốn làm một video để lưu lại cái hình ảnh cái con thăm mơ này, con thăm mơ của Panasonic mà Phương cũng không hiểu sao mà nó rất ngon nhưng mà nó lại bỏ mẫu rồi. Giá trị cũng cao nhưng mà sao không biết là nó muốn bán rồi. Hiện tại tìm rất khó và không có luôn. Bữa hiện tại là đi ra ngoài thị trường tìm là không, gọi là không thấy ha. Thì hôm nay Phương giới thiệu cho mọi người tại sao mà nó ngon. Thì cái tủ này nè, cái tủ này là do Phương thiết kế đó, lúc Phương về thì Phương thiết kế thì để mà điều khiển cái hệ thống máy lạnh tòa nhà với cái bơm hút bơm qua hút toilet, qua hút toilet đấy. Thì lúc đó thì Phương cài tất cả là qua timer hết, vì Phương ít có ở đây nên là phải chạy toàn tự động. Thì nó cái máy này cũng đơn giản, lý do là chỉ có là CV dạng nóng dạng lạnh với một cái quạt hút nhỏ nhỏ, nên là Phương chỉ thiết kế như thế này thì nó để đảm bảo an toàn. Và có mọi người có đơn giản đi chăng nữa thì lấy Phương có đâu thì mọi người cũng có thể coi được đèn bốt pha rồi vôn amp đầy đủ, thì nút chỉnh để cho mọi người đều chỉnh được thôi. Nếu có chi phối gì thì Phương có thể hướng dẫn để mà kiểm tra trước thì thiết bị được với xử lý. Thì hôm nay mục đích của Phương là nói về con thăm ha. Thì đây cái con thăm của nó đây, nó có tới 16 nút chỉnh on off, 16 cái nút chỉnh on off ha. Thì nó có đầy đủ thứ chỉnh rất khỏe. Thì giờ Phương giới thiệu cho mọi người coi ha, mình nhìn rất thích, rất đẹp, và bên sau nó ban nãy nó bỏ mẫu tiêu rồi, cho mọi người coi nha. Đây giờ thì Phương tháo ra, Phương bấm cho các bạn coi ha. 16 cái nút chỉnh của nó nhìn khá dễ sử dụng nha. Cái này thì Phương chỉ có máng vô thôi, kéo lên là lấy ra được rồi, đằng sau nó cũng là giống như thường. Đây các bạn thấy rõ không? Đó, con này nó hơi không rõ mấy nhỉ. Nè đây thì Phương cũng xin Sương giới thiệu ha. Đây nè, này như không rõ, để coi Phương coi thử làm sao cho nó rõ. Thì chắc có lẽ là tất Phương phải tự cầm quay rồi, tự cầm quay nó sẽ rõ hơn. Đây đây là một cái sau khi mà cái hoàn chỉnh sau khi Phương setup nè. Cái con này là Panasonic TB2128, rất sướng nha các bạn. Mình sử dụng con này cũng mấy chỗ rồi nhưng mà cuối cùng là cái lô hàng nó không bán nữa nên là giờ kiếm thua. Nhưng mà nói về nguyên tắc thì đa số là cái con nó như nhau, nhưng mà con này nó dễ chỉnh các bạn, hiểu không? Có nghĩa là mấy cái con kia là nó bằng cơ, cái mình được gật tới gật lui nó sai số là bình thường. Nhưng mà hiện tại ví dụ như con này nè, mình chỉnh tất cả bằng điện tử hết nên là nó rất chuẩn, xài rất sướng. Đó mà hiện tại là bỏ mẫu cũng đáng tiếc. Đây giờ mình giới thiệu nè, đó như vậy nè là coi như là nó đúng chuẩn. Còn khi mình chỉnh ha các bạn ha, khi mình chỉnh là mình gật này xuống nè, gật cái chỗ này xuống program đó, gật nó xuống một nấc đó, bắt đầu là mình chỉnh đó. Các bạn thấy không, sau khi mình gật xuống thì ở đây nó bắt đầu nhấp nháy nè, nó một nè, các bạn thấy không đó, nó một nè. Rồi giờ mình bấm cho các bạn coi nè, nó một là mình chỉnh nè. Ví dụ như máy lạnh của bên mình á là mình chỉnh 7:50 là cho nó chạy đó. Mình chỉnh là cả tuần thì mình cứ bấm vô là 2, 3, 4, 5, 6, 7, mình muốn cho nó chạy giờ nào nó chạy thì để mình chỉnh qua cái thời gian khác thì mình nói thôi. Còn chút xíu mình sẽ chỉnh cái map khác cho các bạn coi nè. Enter nè, rồi off thứ hai mặc nhiên là off đúng không, on thì phải có off đó. 18 giờ cùng ngày là mình sẽ thứ 2, 3, 4, 5, 6, các bạn thấy không, này nè nè mình thu nè ha đó. Thì mình chỉnh là mình nhấn cái chỗ này nè, cũng xin mình rồi đây nè đó. Thì mình muốn cài ngày nào thì mình bấm vô ngày đó đó. 18 giờ là cái máy lạnh mình off rồi. Map thứ ba
là 7:50. Các bạn thấy không, mình chỉnh chỉ có thứ bảy thôi, hồi nãy 23:56 đó. À, vậy do là thứ bảy nó phải chạy khác, bên mình cái lịch này chứ thứ bảy chạy khác đó. Thứ bảy nè, đó, thấy không, thứ bảy rồi, chủ nhật thứ bảy nè, mắp thứ nè 13 giờ thứ bảy nè, cũng là thứ bảy này nha, là off. Các bạn thấy không, cái chữ off nhấp nháy không, đó, nó rất dễ dàng, thấy không. Và thứ mắp thứ năm hiện tại là bên mình không có xài, mình không có xài nữa, mình bỏ trống. Ví dụ như các bạn muốn nè, các bạn muốn xài ngày nào thì bấm vô ngày đó. Mà thấy không, hiện tại nó đang cho mình là đủ nè. Đó, nè. Giờ mình bấm tắt đi. Nó đang gọi là set đủ cho mình. Một cái map này set đủ cho mình. Mình muốn cái gì thì mình bấm tắt đi, mình rồi bắt đầu chỉnh lại. Ví dụ như giờ mình cho nó hồi nãy hình dung không? Có nghĩa là giờ cho nó chủ nhật nó chạy nè. Hồi nãy là không có chủ nhật đúng không? Giờ xanh chủ nhật nè. Cho nó chạy nè. Và cho nó chạy lúc 7 giờ đi, 7 giờ sáng nè. 4 5 6 7 đó. Là xong rồi đó. Đơn giản không? Nào map thứ 6 nè. Chủ nhật nè không? Hồi nãy mình cho chủ nhật chạy đúng không? Đó. Nè, chủ nhật chạy nè. Thì giờ mình bấm chỉ còn mỗi thằng chủ nhật thôi. Mình tắt hết nó đi. Tại vì nó nổi mặc nhiên mặc định. Rồi, chủ nhật này. Hồi nãy 7 giờ chạy thì ví dụ như giờ mình 7 giờ 8 9 giờ 10 giờ vậy đó, 10 giờ 10 giờ mấy đó đây nè. Không nè, nè đó 9 giờ 9 phút nè. Đó, ví dụ như vậy đó. Rồi ok. Coi như là ok rồi đó. Nhớ nha, chỉnh xuống này chỉnh nè. Rồi ok rồi đó. Rồi, ok là enter. Rồi xong. Qua map khác mình không có xài nữa thì ok. Kiểm tra lại nè. Nó có tới 16 cái, 11 rồi đúng không? Các bạn coi này nha, để ý nha. 12 13 14 15, 16, hết. Quay về, 1. Đó, 1 là on nè. Đúng không? On nè. Đó, nhấp nháy nè. 2 nè, off nè. 3 nè, on nè. 4 nè, off. 5, hồi nãy mình cài cho nó đó. 7 giờ nè. 7 giờ mở nè. Nhưng mà giờ mình không thích mở đúng không? Delete đi. Rồi, xong. Là không có cái gì hết. Đó, mình delete rồi đó, thấy không? Nè, giờ 6, 10 giờ 13 là off, giờ không có gì hết, delete luôn. Rồi, delete đi, là coi như không có gì hết. Rồi, chỉ vậy thôi. Thì mình kiểm tra lại, số 1, số 2 vẫn còn không? Còn chứ, mình đâu có delete nó đâu mà không còn, đúng không? Rồi, giờ muốn cho nó chạy, thì dưới việc run. Đó, run rồi nè, hiện tại nó đang off nè, thấy không? 19 giờ 29, thứ 3 nè. Thấy không? 19 giờ 29 thứ 3. Đó. Các bạn thấy đó. 19 giờ 29 thứ 3 là off. Hợp lý không? Rồi. Cái này nè, các bạn nói giờ mình ví dụ như mà nói giờ mình muốn trong thời gian đó mà nó off mà muốn cho nó chạy thì sao? Rất đơn giản các bạn, cũng không cần chỉnh map luôn. Đây nè, các bạn thấy không? Cái chữ off on nè, đó, chữ off nè. Các bạn mà muốn cho nó chạy nha, bật lên on là coi như là nó chạy đó ha. Các bạn bật lên on là nó chạy à. Đó, các bạn hình dung không, muốn khống chế nó mà lên thì mình chỉ gật lên on nè. Các bạn coi nè, mình gật lên on cái con cái tên nó đóng nha. Các bạn để ý con cái tên này nè, gật lên on là nghe nó đóng cái cành liền nha. Nè coi nè, hiện tại nó đang off nha, mình gật lên on nè. Đó, các bạn nghe không, nó đóng đó, nó đang chạy đó, là có nghĩa là giờ máy lạnh đang chạy được á. Rồi giờ sau khi mình muốn cho nó trở về auto nữa thì mình hồi nãy mình đã bật lên rồi thì giờ mình bật xuống off đi. On là phải off nha rồi mới auto được đó, các bạn thấy không, off đi. Rồi giờ mình để auto. Rồi sáng mai nó chạy. Sáng mai đúng 7:50 nó chạy. Đó, rất đơn giản. Vô nguồn điện vô ra thì cũng rất đơn giản luôn. Đó. Thấy không? Đó. Vô bên này. Ra bên kia. Một cặp nè. Nó có ghi nè. Power nè. Đó, power F1 F2 nè. Bên này nè, out nè. Out là ra đó. Là 1 là 2. Đó ha. Rồi các bạn như thế mà đấu vô trong mấy cái thiết bị của mình thôi.
bạn muốn khiển như thế nào thì khiển. Cái này là mình khiển cho cái dàn lạnh nó chạy đó. Các bạn thấy không, rất rất đơn giản. Con này thật sự là mình rất thích, mà mình không hiểu sao là nó đi bỏ mẫu mất tiêu đó. Thì cũng hơi tiếc, hiện tại thì cũng đang xài nó quá ổn. Cái này thì mình chỉ làm cho dàn lạnh thôi nha. Đó, cái dàn lạnh thì mình chỉ làm cho dàn lạnh thôi, chứ một cái hệ thống máy lạnh thì mình chỉ làm cho một dàn là đủ rồi. Một là dàn nóng. Rồi đây nè, đây là hai cái con CP của hai cái dàn nóng của bên mình nè. Đây, đây là dàn lạnh nên nó nhỏ hơn, là làm một con tơ là đủ rồi. Đây là cái tắc để mà mình loại lấy hư con tơ thì mình làm thôi, mình sửa chữa con tơ nó. Thì nó cũng không có gì. Cái này chủ yếu là đồ của mình xài đồ xịn cho nó đẹp. Tất cả là mình xài đồ rất xịn nha. Snyder Mitsu đó ha, Snyder Mitsu đó. Này là của Anna, mình không có xài đồ dởm. Dây của mình nè, dây KDV, cáp KDV rất chuẩn. Chứ mà xài đồ dởm xong rồi bắt đầu là sau này á, nó trục trặc cái gì á là bắt đầu sửa rất mệt. Mà hình dung không, sửa rất mệt. Tại vì mình làm vô khuôn vô khổ hết rồi mà cái đầu nó hư tới hư lui, xài nó không có mệt, rất mệt lắm. Sửa rồi cuối cùng mới tay quay ra thôi à, không có hợp lý. Càng tiết kiệm lúc đầu nhưng mà càng về sau lại nó lại càng hư, thì nó cũng đâu có tốt gì đâu, thì quá ra nó cũng bằng thôi. Thì thôi mình bỏ chi phí một lần thôi, mình cam kết là mình xài, sau đó mình mua đồ mình xài cho nó ngon, đi dây điện rồi cho nó gọn rồi lại đó ha. Đó, mình xài qua CT. Thì hôm nay thì mình giới thiệu cho các bạn về cái con Thamer này. Tất cả các con Thamer đều cài đặt như nhau. Thì để hôm nào thì mình sẽ giới thiệu cho các bạn một con Thamer khác, con Thamer rẻ tiền hơn, cài chức năng nó dễ hơn ha. Đây, cài chức năng của nó thì nó không có rườm rà gì, nó cũng vậy thôi. Đúng lại là vậy. Thamer thì nó có mười mấy chức năng vậy đó, mười mấy chế độ, mình muốn xài chức năng mình xài. Đây, tủ mình xin giới thiệu lại đó. Rồi, nắp kệ mình là cao đầy đủ RS nè, off nè, thấy không, mình cao bên một pha ba pha đầy đủ hết luôn nè, kiểm tra bên mà nè, điện áp dây, điện áp pha mình cao đầy đủ hết. Đây, bên mình kiểm tra, mình cứ trình nó gạt, và hiện tại thì không có chạy nên là dòng này bao là thua rồi ha. Đó, hiện tại đang vậy, cứ để bình thường vậy cho theo dõi. Bình thường dàn nóng nó sẽ chạy ba pha thì nó cho mình để 38, mình cho mình coi đi ngang liếc qua cái là nó dễ, rất dễ ha. Rồi, cảm ơn các bạn đã theo dõi video của Phương. Hy vọng các vấn đề Phương chia sẻ sẽ hỗ trợ được chút ít phần nào cho các bạn trong công việc. Nếu các bạn cảm thấy thích thì hãy cho Phương một lượt đăng ký kênh. Phương cảm ơn rất nhiều.